thầy chào các em. Hôm nay chúng ta lại đến với tiết thứ 6 môn âm nhạc lớp 7. Tuần trước chúng ta đã học bài hát Likeda. Yêu cầu về nhà chúng ta phải hát thuộc bài hát này và chép lời bài hát vào trong tập cho thầy nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với đoạn nhạc trên này. Chúng ta hãy cho thầy biết đoạn nhạc này được viết theo nhịp nào. Đoạn nhạc lên đàn. Bài hát được viết theo nhịp 4-4 thế nào? Bây giờ bài hát thứ hai, Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Ngọc Báu. Chúng ta sẽ học qua vẫn là chủ đề yêu dân ca với tiết thứ 6. Chúng ta gồm hai nội dung: nhạc lý, nhịp lấy đà và tập đọc nhạc. Chúng ta sẽ học bài tập đọc nhạc số 3. Phần 1, nhạc lý, nhịp lấy đà. Rồi, nhịp lấy đà là gì nha? Bây giờ chúng ta hãy quan sát các ví dụ sau và nhận xét ở ô nhịp đầu tiên nó có đặc điểm như thế nào ha. Đối với dòng nhạc đầu tiên này, ví dụ 1, viết theo nhịp 2-4. Ô nhịp đầu tiên chúng ta thấy có 3 móc đơn. Như vậy nếu mà gộp lại thành 1,5 phát không nào, nó chưa đủ 2 phát. 2 phát là phải 4 móc đơn không nào. Đây, ô nhịp bị thiếu một nửa phát. Ở ví dụ thứ hai, nhịp 3-4, nốt trắng là 2 phát, phần nào này nửa phát, 2,5 phát, vẫn thiếu phát so với 3 phát. Ví dụ thứ ba, đây càng thiếu trầm trọng. Nhịp 4-4 đáng lẽ có 4 phát nhưng nó chỉ có 1 phát thôi, như vậy thiếu tới 3 phát. Tiếp theo chúng ta hãy dòm đây. Chúng ta nhận thấy cả 3 ví dụ đều cho thấy là đều thiếu phát so với lại chỉ số nhịp. Và vì sao người ta lại phải ghi thiếu phát như vậy? Thường trong những cái ô nhịp thiếu phát đó người ta gọi là nhịp lấy đà. Nhịp lấy đà là về là gì nha? Như vậy thường trong các bộ không phải âm nhạc không đâu, mà các môn khác, như là nhất là trong thể dục thể thao, thì muốn nhảy cao, nhảy xa thì thường người ta phải chạy để lấy đà, thì mới nhảy càng cao, đà càng mạnh thì nhảy càng cao.
và nhảy càng xa trong âm nhạc, để cho bài hát nó được lưu loát, được hay hơn, thì người ta sử dụng nhịp lấy đà. Nói tóm lại, nhịp lấy đà là gì ha? Ở đây là ô nhịp thiếu không nào? Nhịp lấy đà là ô nhịp thiếu phát, không đủ số phát so với chỉ số nhịp ở đây và đặt ở đầu bài hát. Như vậy, cứ mỗi bài hát nào muốn biết nó có nhịp lấy đà hay không, chúng ta cứ kiểm tra số phát ở ô nhịp đầu tiên và so sánh với lại chỉ số nhịp thì mình sẽ biết nó thiếu hay đủ phát nhé. Tiếp theo, như bài Đất nước tươi đẹp sao, nó có nhịp 4/4 nhưng ở đây thiếu phát, gọi là có nhịp lấy đà. Bây giờ chúng ta sang bài tập đọc nhạc số 3 này, Đất nước tươi đẹp sao, nhạc Malaysia, lời Việt của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Giới thiệu sơ qua đất nước Malaysia, đây là trang phục truyền thống của người Malaysia, của người nam và người nữ, Tiếp theo, đây là quốc kỳ của Malaysia và đây là cảnh tòa tháp Petronas, tòa tháp đôi, rất là cao hùng vĩ. Và bây giờ chúng ta giới thiệu về cái nhạc sĩ dịch lời Việt cho ca khúc này, đó là nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Ông sinh ngày 4 tháng 9 năm 1946, quê ở tại thị xã Hải Dương. Hiện nay ông đang công tác ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Các tác phẩm tiêu biểu của ông như Mùa thu, Ngày khai trường, Cây bàng mùa hạ, Hạt nắng sân trường, Lời mẹ ru, Yêu biết bao Bình Định quê em, và bài Ngây thơ tuổi hồng hay bài Chị Hằng, vân vân. Bây giờ chúng ta qua cái bài Đất nước tươi đẹp sao. Trước khi mình tập hát thì cần tìm hiểu sơ qua một số vấn đề về ca khúc này, bài hát này. Thứ nhất, bài hát được viết theo nhịp mấy, viết theo giọng nào, có những cao độ nào, trường độ nào và những ký hiệu âm nhạc nào. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem. Thứ nhất, được viết theo nhịp 4/4, nó có ô nhịp lấy đà. Bài hát được viết theo giọng đô trưởng bởi vì nó kết thúc ở nốt đô hoặc đố cũng được. Và cái khóa, còn sau khóa thì không có thăng hoặc giáng. Như vậy đây là giọng đô trưởng. Tiếp theo, về cao độ thì người ta sử dụng các cao độ như đô, rê, mi, fa, son, la và si luôn. Nói chung là có đủ các nốt. Đô, rê, mi, fa, son, la, si, 7 nốt đủ hết. Về trường độ thì người ta sử dụng các hình nốt như nốt đen, móc đơn, nốt trắng chấm dôi và đen chấm dôi. Các ký hiệu đặc biệt sử dụng trong âm nhạc bài này đó là: thứ nhất, ký hiệu dấu nhắc lại, hai gạch hai chấm ở đầu và cuối, chốt lại. Như vậy cái đoạn người ta chốt trong này mình sẽ hát hai lần hết. Rồi ngoài ra, ký hiệu thứ hai đó là đây có số 1 và số 2. Người ta gọi đây là khung thay đổi. Khi hát hết lời 1, mình nhảy vào khung số 1. Và khi hát lời 2, mình sẽ thay đổi qua số 2. Như vậy người ta gọi là khung thay đổi. Thường là có để dùng cho hát 2, 3 lời, vân vân. Trong cái tiết tấu, người ta có sử dụng thêm cái cách đảo phách. Khi hát đảo phách thì bài hát nghe nó hấp dẫn hơn, đúng không? Nhưng mà có điều hát nó hơi bị giật một chút. Hai đầu hát nhanh và giữa hát chậm. Đất nước như bài thơ,
ngừng ngay giữa và hát luôn, hát hơi giật một chút, người ta gọi là đảo phách. Bây giờ chia câu. Ở bài tập đọc nhạc này người ta chia thành 5 câu. Câu 1, đẹp sao đất nước như bài thơ. Câu 2, biển xanh thấp thoáng bao cánh buồm. Câu 3, dừa xanh ôm ấp bao nếp nhà. Câu 4, êm ấp ôm ấp tiếng ru hời. Câu 5, trên cánh nôi tuổi thơ. Còn lời 2 thì cũng giống như vậy ha. Lời 2 chia cách chia câu cũng giống như vậy thôi. Và đây là tiết tấu ha. Đen đen đơn đơn đen đơn đen à, đơn trắng ha. Chúng ta cùng vỗ phách và đọc theo cái tiết tấu này nha thầy ha. Đen đen đơn đơn đen đơn trắng ha. Chúng ta làm lại nè. Đen đen đơn đơn đen đơn trắng. Chúng ta làm lại. Đen đen đơn đơn đen đơn trắng. À, chúng ta tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ đọc cái gam đô trưởng. Luyện đọc gam đô trưởng. Đô trưởng thì gồm các nốt từ đồ tới đố. Đô rê mi pha sol la si đô. Và đọc xuống. Đô si la son pha mi rê đô. Để chúng ta đọc lại một lần nữa cho thầy. Xuống. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ luyện từng câu, đọc từng câu của bài tập đọc nhạc này. Đây là nốt son nằm ở dưới nốt la một chút ha. Như vậy nốt la nằm ở ngay đường kẻ phụ thứ hai thì nốt son sẽ nằm dưới đường kẻ phụ thứ hai. Son và đây là nốt đô. Son đô mi son mi đô rê ha. Son đô. Bây giờ chúng ta sẽ đọc và vỗ phách luôn như thế nha. Đen đen đơn đơn đen đen đơn đơn đen đơn trắng. Đen đen đơn đơn đen đơn trắng. Son đô mi son mi đô rê. Giờ chúng ta cùng hát nào. Son đô hai ba. Son đô mi son mi đô rê. Ta làm lại. Hai ba. Son đô mi son mi đô rê. Lại lần thứ hai. Hai ba. Son đô mi son mi đô rê. Rồi chúng ta nghe nhạc xem nào nha. Son đô mi son mi đô rê. Hát nhanh hơn một chút. Son đô mi son mi đô rê. Câu 2. Si đô đô la son. Si rê đô la son. Giờ chúng ta cùng hát cả hai câu nhé. Son mi đô rê. Si rê đô la son. Rồi bây giờ chúng ta nghe nhạc hát theo luôn, vỗ phách hát theo như thầy. Son đô hai ba. Rồi bây giờ chúng ta hát theo cho thầy. Son đô hai ba. Đô mi son mi đô rê. Si rê đô la son. Rồi chúng ta làm lại thêm lần nữa cho thầy. Son đô hai ba. Rồi
3 nha. Do mi fa mi do re, mi do si re do la con. Rồi câu thứ 3 và thứ 4 luôn. Mi fa fa la son fa mi, mi fa fa la son fa mi. Ha, ta cùng bộ phát và hát luôn như này. Mi fa fa la son fa mi hai ba. Mi fa fa la son fa mi. Rồi chúng ta làm lại câu 3. Mi fa hai ba. Mi fa fa la son fa mi. Tiếp theo câu dưới luôn. Mi son fa mi re, re fa mi re mi. Mi son fa mi re, re fa mi re mi. Mi son fa mi re, re fa mi re mi. Mi son fa mi re, re fa mi re mi. Chúng ta đọc cả hai câu 3 4 luôn nha. So. Mi fa fa la son fa mi, mi son fa mi re, re fa mi re mi. Giờ bây giờ chúng ta rồi chúng ta cùng tập lại rồi. Mi fa hai ba. Mi fa fa la son fa mi, mi son fa mi re, re fa mi re mi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập cho thầy. Mi fa fa la son fa mi, mi son fa mi re, re fa mi re mi. Mi fa. Mi fa. Chúng ta làm lại một lần nữa nha. Hát câu 3 câu 4 luôn. Mi fa hai ba. Fa la son fa mi, mi son fa mi re, re fa mi re mi. Mi fa hai ba. Mi fa hai ba. Rồi tiếp tục. Rồi như vậy về nhà chúng ta cần luyện thêm cho thầy nha. Bây giờ mình sẽ đọc nhạc kết hợp với lại gõ phát bài tập đọc nhạc này cho thầy. À, nhìn người ta gõ mẫu nha.
tiếp theo chúng ta cùng gõ vào nhạc nha. Phần củng cố giọng dò về nhà, chúng ta hãy trả lời cho thầy nhịp lấy đà là gì nhé. Học cái phần nhịp lấy đà là gì cho thầy. Đọc và ghép lời chính xác bài tập đọc nhạc số 3. Đồng thời mình sẽ gõ tiết tấu, vận động cơ thể và xem trước cho thầy bài tuần sau. Như vậy có thể là bài tuần sau mình sẽ tiến hành ôn tập và chuẩn bị, mình sẽ làm kiểm tra giữa kỳ nhé. Thì có thể là thầy sẽ cho một bạn nào đó, một số bạn thu video và gửi để thầy chấm điểm, để lấy điểm giữa kỳ nha. Có thể chúng ta sẽ thu một bài hát cho chính mình hát nha. Còn bây giờ là bài ghi của chúng ta. Đây là nội dung. Chúng ta sẽ lấy vở ra và ghi lại từ tiết thứ 6, nhạc lý nhịp lấy đà cho tới hết phần bài tập nha. Rồi, bạn nào ghi xong thì được nghỉ. Nhớ ghi lẹ cho thầy. Trong 5 phút thôi.